Bây giờ cô dạy ca này Nhung. À, nếu tình tơ tóc quà án thơ. Tóc quà án thơ. Thu. Tùng mới. Đúng rồi đó sư. Cốc cái ca liền. Một cốc hay hai cốc? Một cốc. Một cốc. Rồi. Tai vừa nghe vô liền. Ok. Ca cái chữ tai nên mới cốc thứ hai. Cái đổi băng. Tai vừa nghe như hồn mơ, đến nước tình tơ tóc quà án thơ. Nguyện cầu trăng quà án thơ. Ngưng. Nguyện cầu trăng. Đúng rồi sư. Đó con vô vậy được đó. Con vô đầu tăng của chữ cấp thứ hai là ok. Thánh cô cà nhớ quê. Khổ quá. Tai vừa nghe như hồn thơ đến nước tình mơ. Hồn mơ thơ nào. Hồn mơ. Thôi anh bị chọc đó mình ơi. Chọc quá. Mình này chọc quá. Tai vừa nghe như hồn mơ đến nước tình tơ tóc quà án thơ. Nguyện cầu cha hiến. Nhanh. Nguyện cầu cha hiến linh. Đi liền luôn. Nguyện cầu cha hiến linh. Ừ, đi liền. Ừ, đúng rồi đó con, ca vậy đúng đó. Dẫm con lên tình. Còn câu Nguyên. Sao anh? Hồn thơ nguyện cầu cha ơi. Đi liền luôn á thôi xui. Hồn thơ nguyện cầu cha ơi. Hiến linh. Đi liền luôn. Không có chữ ơi nha. Vì đó. Ví dụ vậy đó. Mới vừa nhịp đó mới nhung. Ví dụ. Vậy có chữ ơi vô được không mẹ ơi? Được. Đúng rồi. Thêm chữ ơi vô là vừa. Mẹ không có nói là tức là được rồi. Đủ nhung. Người ta thêm đúng thì bà hỏi. Còn bà thêm sai bà tự ca. Bà bớt bà nhung thêm từ đây. Rồi. Tai vừa nghe như hồn mơ đến nước tình tơ tóc quà án thơ. Nguyện cầu cha ơi hiến linh. Xui chảy chút á. Nguyện cầu cha ơi. Ca sao mà lát mình ông đời đi ra đó đáy nữa rồi ca. Như hồn mơ đến nước tình tơ tóc quà án thơ. Nguyện cầu cha ơi. Nè xui. Đến nước tình tơ tóc quà án thơ. Nguyện cầu cha ơi hiến linh. Rồi. Tai vừa nghe như hồn mơ đến nước tình tơ tóc quà án thơ. Nguyện. Đúng rồi đó. Phải ngừng chút xíu anh Minh ơi. Rồi ok. Rồi tiếp đi. Tai vừa nghe như hồn thơ đến nước tình tơ tóc quà án thơ. Nguyện cầu cha ơi hiến linh. Sao đừng kém. Nguyện cầu cha ơi hiến linh. Đi liền xui. Ờ hiến linh ca gì được chứ. Được. Nhưng mà cái nó vô nhịp. Đó. Nguyện cầu cha ơi hiến linh. Nguyện cầu cha ơi hiến linh. Dạ. Đừng có ngưng nha, đi luôn á. Nguyện cầu cha ơi hiến linh. Đi luôn á. Rồi. Tai vừa nghe như hồn mơ đến nước tình tơ tóc quà án thơ. Nguyện cầu cha. Thôi đi sớm. Tức là nguyện cầu cha. Cái đọc ơi mới nãy đúng không? Không, tôi đi, tôi phải ngưng một chút tôi mới vô được. Nguyện cầu cha ơi. Nguyện cầu cha ơi hiến linh. Rồi đi luôn chứ nguyện cầu luôn. Tóc quà án thơ.
nguyên đúng rồi. Sao? Ủa sao trễ anh? Đúng rồi đó. Đúng rồi mà. Vô đúng á, nhưng mà nhung nhát á. Đúng rồi mà. Nhưng mà vô đúng mà nhát á. Đinh nước tình tơ tống hòa an thơ, nguyện cầu cha ơi hiến linh. Đúng không? Đó, sư nắm được cái này trễ. Rồi ca đi. Chữ nguyện á, nguyện cầu đi luôn đó. Nguyện cầu. Rồi đậm nó vô đó. Nó lại đi hay. Vừa xong mà đạp cũng đạp đi. Ý là nó vừa xong đạp cho mà đạp cho không vô. Con thêm cho con. Ai à, Ali. Dạ rồi. Ta vừa hết. Ai à, ai à, Ali. Kêu. Rồi nè con cái qua trang ba, đầu trang 35 nè con lại qua đi rồi mẹ nói. Dạ để xong con chưa, xong chưa từ từng. Rồi ha. Ali. Nhẹ nhẹ con. Nhẹ. Ali nhẹ. Vợ anh mà. Ali tầm không mà con. Không. Ali. Nè, cái cảnh đầu này đó. Anh dạ. Nó có coi nè, con coi cái này. Trang 38. À, không 35. Đầu đi. Linh tí quên đi tình nghĩa ban đầu, đừng vì niềm yêu trái ngang thương sâu, chờ người qua duyên kết giao nhịp cầu, đừng ai quán thâm sâu túi thân nghẹn ngào. Nếu cáo gian lũy mình nguy thân. Không. Xét lẹt má. Dạ. Hát lại luôn đi. Gà nãy đẹp hơn. Ừ. Đẹp hơn hả? Ừ. Gà nãy thì thôi mất thời gian. Rồi rồi. Dạ dạ dạ. Rồi tiếp đi. Cưng thôi đi cưng. Điểm qua mẹ. Dạ rồi. Ngựa đeo cái gian. Không có ngựa đâu. Cửa kiệu hoa. Kiệu hoa giống sinh trong ngoài. Kiệu hoa giống sinh trong ngoài. Từng quà ngô giang hồi. Rồi cho em đọc đây. Câu thứ nhì cũng vậy. Phương chí phương. Tiểu ca sướng danh vàng son. Dân cho viên giúp vui liêu hồn. Đó vậy đó. Ông trời gieo đắng cay diêm hoàng phong. Diêm hoàng không phước mai. Ông trời gieo đắng cay diêm hoàng không phước mai. Hận đời sầu linh nhi. Hận đời sầu linh nhi. Rồi cho em nghe em cho em cho đi. Dầm dồn tiên trong kiểu giáp. Kiều hoa giống sinh. Kiều hoa giống sinh. Kiều hoa giống sinh trong ngoài. Kiều hoa giống sinh bên ngoài. Trong ngoài con. Giống sinh trong ngoài. Rồi cho em lời đi anh. Dầm dồn tiên trong kiều hoa giống sinh trong ngoài. Tận khoa ngô giang hồi hương. Phùng. Đúng rồi đấy con. Phùng chí phương chiêu ca sướng danh vang son. Rồi con nghe mẹ. Rồi cho em câu hai ha. Tận khoa ngô giang hồi hương. Phùng chí phương chiêu ca sướng danh vang son. Dân chợ phiên chúc vui xèo hò. Ông trời gieo đắng cay diên hoàng không phước mai. Cho em nói ở hình đời sau đi nha. Dễ thương quá bài này, dễ thương quá coi. Hãy cho các tân khoa giỏi cho các tân khoa câu nữa vô vô dù quan ta luật hình không thứ tha
mu gây ra nghe. Trở lại anh ơi. Bảo. Dạ. Nó còn dư một cái intro đó hay cho khách anh qua, dỗ cho khách anh qua mới vô. Ok dạ. Còn dư một đoạn nhạc của. Dạ rồi ok. Vô anh ta được hình không thứ thái là mu gây ra nguy nàng nơi chứ. Chứ không phải là mu. 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 Mu 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 mu. Gây ra mu gây nàng cái chương tỏ. Đầu thanh quân nói hạ phân sư minh quốc dương cùng chứ. Rồi lãnh rồi. Hãy cho các tân khoa dỗi cho các tân khoa, dù quan ta luật hình không thứ tha, mưu gây ra nguy nàng chương tòa, tàu thánh quân hay hạ phần sư minh quốc. Đúng rồi. Minh quốc dương công. Ủa sao kỳ vậy? Minh quốc tàu thánh quân hay hạ phần sư minh quốc ta 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 ta. Không, ơi, sao con bạn thiếu chữ nè. Minh quốc dương công bình tiêu tứ. Thiếu dấu má ơi. Rồi gặp lại nè. Không á, đúng chứ kịch bản đâu tác giả giận á. Dù quan ta luật hình không thứ tha, mưu gây ra nguy nạn chương tòa, tàu thánh quân hay hạ phần sư minh quốc dương. Chúng ta dạch đất chia hai cương thổ. Chúng ta dạch đất. Chúng ta dạch đất chia hai cương thổ. Là thủ lĩnh chốn rừng xanh rồi. Vô. Chúng ta dạch đất chia hai cương thổ là thủ lĩnh chốn rừng xanh. Ủa rừng xanh hả? Ủa vậy chứ không rừng xanh là gì? Trời. Các ngươi là ai? Ta. Chúng ta là dạch đất. Chúng ta dạch đất chia hai cương thổ. Các ngươi là ai? Ta. Chúng ta là dạch đất chia hai cương thổ. Ta là thủ lãnh chốn rừng xanh. Rồi tới gì? Tới ai nữa? Hai cướp một và hai người thì đó. Cướp một. Lời nói nở qua nè. Lời nói nở qua. Xin ký em mẹ. Gửi hoàng môn gì nữa vậy? Sao nói nữa hả? Thằng nào cũng điên, tôi cũng đuôi. Không phải. Đâu, lời nói nở qua, xin gửi hoàng... Xin giữa hoàng môn. Xin giữa hoàng môn. Lời nói gửi qua xin giữa hoàng môn, rồi gì nữa? Chứ không phải chắc, kẻ tầm chắc thường. Chắc không phải kẻ tầm thường. Chắc chắn không phải. Tại cái chữ hoàng môn đó thấy chưa? Hoàng môn. Chứ không phải... Kẻ tầm thường. Chứ không phải kẻ tầm thường. Thuộc hạ. Dạ gì nữa vậy? Cái câu này là lá của anh Nghị nè. Rồi cái này là câu này của cậu, là cướp một là anh bị cướp hai là anh ấy không. Rồi tao nói cướp hai rồi. Giờ nó nói cướp một đi. Lời nói nở qua xin giữa hoàng môn. Nở qua thơm đi, nãy giờ qua thơm cứ xin hoàng. Lời nói nở qua thơm giữa hoàng môn. Chắc chắn không phải là kẻ tầm thường. Thôi thì bây giờ đừng có nói dài quá đi, mấy ba đọc cũng chừa chữ không được. Lời nói giữa hoàng môn chắc chắn không phải là kẻ tầm thường. Rồi chơi. Các ngươi là ai? Ta. Chúng ta là nhặt đất chia hai cứu thổ. Ta là thủ lãnh chốt rừng xanh. Lời nói giữa hoàng môn chắc chắn không phải là kẻ tầm thường. Lâu la. Dạ, hãy đổ tay nhất, hạ thủ đi lập tức. Tướng lĩnh. Trời ơi, má ơi. Tướng lĩnh. Xin tướng lĩnh. Rồi, anh nói lại. Rồi, nói không, nói rồi, nói vô.